Giáo án là thích hợp cho cả nam và cả nữ, dành cho những người bận rộn, nhân viên văn phòng, học sinh, các kiểu, phụ gia rồi luôn. Đấy. Giữ luôn, giữ lúc ép. Báo, vô từ từ, gồng lại. 7, 8, 9. Thì ở cái cách tập superset này á, nó ưu tiên về cường độ, nó ưu tiên về số rep, nó ưu tiên về số set, nó ưu tiên về biên độ, nhưng mà khối lượng tạ nó không nặng. Thì ở cái cách tập superset này á, 30 set của bạn nó bằng 60 set của người ta. Tại sao? Rồi, chào các bạn đến với chương trình Superset hai nhóm cơ đối lập được nằm trong tầng số 5 của gym nữ Tâm Kinh. Và buổi tập ngày hôm nay chúng ta sẽ tập lưng, back và đối lập với nó là ngực. Chúng ta phải tập hai nhóm cơ đó không hề liên quan gì hết để cho chúng ta tận dụng cơ để tập cơn kỳ nghỉ. Và bây giờ chúng ta sẽ tập trước với cái bài là Middle Row. Vô BA, BA Middle Row. Bài này tập hết nguyên lưng luôn. Rồi, tập lưng xong rồi mình sẽ chạy qua bên kia, mình đẩy ngực. 12 rep mỗi bài, 12 rep. Thấp thôi, không có dơ càng. Rồi, kéo. No, kéo vô, em xoay hai cái tay vào. Đó, đúng rồi. Xoay hai cái tay vào cho nó ép cái lưng. Đó, rồi, dứt. Tập 12 cái nha. Đây, các bạn sẽ thấy nè, lưng nó chạy nè. Nó chạy quá trời chạy luôn nè. Khi mà tập bài này các bạn ngồi tư thế số 4 nha các bạn. Tư thế số 4 Duy Nguyễn đã chỉ rồi, trong phần 4 tư thế quan trọng nhất của thể hình. Các bạn phải ngồi đúng form. Đúng form nó sẽ cho bạn một cái vẻ đẹp, beauty trong phòng gym. Và đồng thời nó sẽ cho bạn tập luyện hiệu quả, tránh chấn thương. Điều đó cực kỳ quan trọng. Rồi, hít sâu thở đều. Kéo vô giữ, hold. Rồi, đúng rồi. 12 cái, chúng ta sẽ tập 3 set thôi. Tập 3 set là được. Mà mỗi set là 2 bài nha các bạn. Tập xong chạy bên kia, tập xong chạy bên kia. Và chúng ta sẽ có được một buổi tập cực kỳ hoàn hảo và cực kỳ đã đỡ nhàm chán với giáo án superset này. Qua đi, nhanh. Đi, nhanh lên. Đây, vô, yên vị. Yên vị rồi, đẩy đi. Một, chấm. Các bạn có tập đẩy nhanh. Đẩy nhanh nó không tốt chút nào cả. Đẩy nhanh trừ khi nào chúng ta đuối rồi. Chúng ta mới đẩy nhanh, chúng ta còn là chúng ta đang giang. Và đang chúng ta đang chích tạ. Còn đẩy đúng phải đẩy chậm. Không khóa khớp vai, lẫn không khóa khớp chỏ. À, phụ nữ tập ngực, tập những cái bài này nó sẽ dịu dàng, nó sẽ duyên dáng hơn. Còn nằm banh càng đẩy cái cây barbell kia là tôi thấy đau lòng quá. Vậy thôi. Đủ chưa? Hết 12 rep. Nhìn tính queo vậy? Cơ này cơ trội mà. Cơ trội phải lên tả. Vậy là lên thôi. No, không có trội. Trội chỗ này là ủng tiền đó, không ghim lắm. Rồi quay lại cái máy tập này, chọi là phải lên tạ, rồi uống intra và cao đi xong rồi lên. Nghỉ tối đa phút, các bạn nhớ những giáo án như mình thiết kế là giáo án cường độ cao, nên cái thời gian nghỉ giữa hiệp nó cực kỳ quan trọng. Nghỉ tối đa 1 phút. Ví dụ như bạn cũng tập cái bài này, bạn nghỉ 2 phút là bạn fail rồi. Bạn nghỉ 1 phút là bạn thành công, bạn nghỉ 1 phút rưỡi là bạn dở. Bạn nghỉ được 30 phút thì nó very good, nhưng mà trường hợp đó thì tôi nghĩ là chắc những nhân viên văn phòng này làm không có được đâu. Nhanh đi. 1. Rồi, tập cho đúng. Đó. Cái động tác này á, ra là phải căng cơ, cực kỳ quan trọng, ra là phải căng cơ lưng nè, không? Rồi vô là phải ép lại, giữ lại, bạn có sức giữ cho đây không? Đó là quan trọng. Đó là điều cực kỳ quan trọng. Chứ không phải tập cà đụng như vậy. Bây giờ mình chuyên nghiệp rồi, mình lên tới tầng số 5 rồi, mình tập phải đúng kỹ thuật và đúng phương pháp. Để người ta nhìn vô, ta thấy mình là, này biết chơi nè, bé này biết chơi nè, nó giữ đó. Nó không thời gian tập gym thôi, nhưng mà nó tập thường xuyên nó cũng ghê lắm. Tự giác 12 cái nha. Đó, đây là cái máy PA đây, các bạn thấy nó chuyển động, cái ghế nó sẽ chạy, nó không giống với mấy máy truyền thống. Chạy như dịch vậy. Rồi, vô liền. Ý thức gì là tốt. Cố lên. Nhiều ký. 4 cục rồi. Cố lên. Vô chậm thôi. Giữ lại, rồi đẩy ra. Giữ lại. Cố lên. Không. Khỏe quá hả? Hơi nặng xíu. Rồi các bạn thấy chưa, nếu mà các bạn đã tập đúng kỹ thuật mà Duy Nguyễn chỉ á, thì bây giờ các bạn ngẫm đi. Bạn đẩy cái này cùng lắm là 15 giây. Bạn đẩy 2 bài cùng lắm là 30 giây.
bạn câu kia cà dê dê ngỗng nữa cho là 30 giây là 1 phút. Vậy thì bạn tập một set đó, tối đa là 2 phút, tại phút có 1 phút nghỉ nữa là tối đa là 2 phút. Vậy thì 1 giờ có 60 phút bạn tập phải được 30 set, đúng chưa? Để bạn tính coi nó hiệu quả nó nhiều tới cỡ nào. Vậy nhưng mà 30 set của bạn nó bằng 60 set của người ta. Tại sao? Tại vì bạn tập một set nó hai máy mà. Thì ở cái cách tập super set này á, nó ưu tiên về cường độ, nó ưu tiên về số rep, nó ưu tiên về số set, nó ưu tiên về biên độ. Nhưng mà khối lượng tạ nó không nặng. Nó sẽ không nặng bằng bằng cái cách tập kia của bạn. Ví dụ cái tập bình thường của bạn thì bạn tập 10kg thì ở superset nó chỉ tập được khoảng chừng 8kg tới 7kg thôi. Nhưng mà cái hiệu quả của nó tăng cơ giảm mỡ rất là tốt. Nó chạm tới cái range để cho bạn tăng cơ giảm mỡ đó là 12 rep. Còn nếu bạn tập từng 4 rep mà tập nặng á, thì thứ nhất á, là cái răng nó không nhiều và động tác nó không chuẩn, mà nó tăng về sức mạnh là chủ yếu. Nó không phù hợp cho nữ. Nó không phù hợp cho nữ nha các bạn. Rồi còn những cái bạn nam á, mà muốn tập phương pháp này thì cũng giảm lên tập tới 10 rep. 10 rep tạ nặng hơn xíu là được. Giáo án này thích hợp cho cả nam và cả nữ, dành cho những người bận rộn, nhân viên văn phòng, học sinh các kiểu, cụ già rồi luôn. Đó này bạn thấy không, gym nữ tâm kinh tới tầng này là nó rất là phiêu. Và cơ bắp lúc này cái cơ ngực đã đạt tới trạng thái gần như là quá tải rồi đó. Đó bạn nhìn những cái ép cuối này nhăn nè, cố lên. Lần cuối rồi, cố lên. One more. More cái nữa. Nè. Cái nữa nè, vô nè, vô, suy nghĩ, vô, căng, 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 căng. Đẩy nha, đẩy, 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 đẩy. Giữ luôn, giữ lúc ép. 1, 2, 3, 4, 5, 6, vô từ từ, gồng lại. 7, 8, 9, 10, rồi. Dậy, căng ngực, chấp hai tay làm sao, căng ngực. Hả? Rồi, căng cơ ngực. Very good. Căng đã quá. À, vậy là cái buổi tập ngày hôm nay Duy Nguyễn đã minh họa cho bạn kết thúc một superset giữa cơ lưng và cơ ngực, cụ thể là bài middle row và bài chest press. Thì những cái set superset khác ở trong ngày tập hôm nay trong giáo án thì các bạn cứ theo cách tập này, bạn canh coi hai máy đó bạn nó nằm ở đâu đó, thì bạn set up lịch mẫu của Duy á, thì set up dành cho phòng gym Thăng Long quận 7, nên những cái máy móc nó sẽ rất là gần nhau và rất là dễ tập. Còn ví dụ như quận 9, quận 12, quận Bình Tân gì đó thì mỗi máy nó khác sao, mà nó chung nằm tầng. Còn nếu mà bạn không tập ở hệ thống THL mà tập chỗ khác thì bạn xem video, bạn xem bài viết rồi bạn hiểu, rồi bạn tự set cho một cái bạn một cái lịch tập cho phù hợp phòng gym của bạn. Và Duy Nguyễn Hương Trần, bye bye các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Đã cơ ngực ghê luôn á.